Sức khỏe và sắc đẹp là hai điều quý giá nhất đối với người phụ nữ. Ấy thế mà, ông trời thật biết trêu ngươi, khiến cô Thảo, một khách hàng trồng răng implant vô cùng đặc biệt của nha khoa Singa, đã mất đi cả hai điều quý giá đó. Cô bị hỏng hết trong hàm trên do tai nạn, cô bị gãy răng cửa. Dạ. Sau đó là làm răng hàm răng tháo lắp. Vâng. Thế bây giờ thì nó ảnh hưởng cái hàm trên là nó hỏng hết. Nó sâu và nó bị viêm, nó ăn uống rất là khổ. Vâng. Ảnh hưởng đến sức khỏe, đến mọi vấn đề sinh hoạt. Nếu ăn là phải gỡ hết ra, xong rồi ăn nó mềm cái như thế, xong rồi nhai một bên. Vâng. Một bên trái là cũng hỏng hết, còn bên phải thì ăn nhai tạm một bên phải. Con thì con tin mất răng, con bảo con nhìn mẹ con sợ quá. Con cứ tưởng bà già nào. Con nhìn mẹ con sợ quá. Con cứ tưởng bà già nào. Quyết tâm tìm lại khả năng ăn nhai, tìm lại thanh xuân, rũ bỏ vẻ bề ngoài giả nua mó mém do mất răng, cô Thảo đã quyết định. Cô được xem trên điện thoại thông minh là có những cái quảng cáo, cái bút để cô xem rất là nhiều. Thì cô tìm hiểu kỹ, rất nhiều nha khoa nhưng mà cô chọn lựa đến đây. Mình sẽ ăn để cho mọi người biết là cái răng mình mới trồng implant hàm răng trên là 5 trụ. Cô đã lấy được cái đĩa rồi. Ăn kẹo chả nó rắn thế nhưng mà để mọi người cũng thưởng thức cùng với mình nhá. Ta. Mời cả nhà ăn bánh. Ngon quá thì bà ăn ở đây. Ăn chắc chắn này, ăn uống coi như là mình răng thật của mình luôn. Từ làm răng xong mới cảm nhận được vị ngon. Đúng rồi, từ ngày làm răng giờ ăn uống thoải mái, cảm nhận được cái vị của thức ăn. Thế rồi thì đảm bảo cái sức khỏe, thấy sức khỏe nó nâng cao hẳn lên đấy. Đi lắp răng về thì ai cũng phấn khởi, đều khen là răng đẹp quá. Các em cô bảo chị làm răng lần này em thấy ok quá. Hôm xưa cô đi lĩnh lương hưu, chở cháu đi cùng. Nên đấy lĩnh hương thì cái cô mà lĩnh lương bảo bà cho cháu đi, hôm nay không ai trông mà không ai trông cả. Thế là mấy bà bố từ tao cứ tưởng con nhà mày. Cứ tưởng là con của mình. Hóa ra là đây là cháu, không phải con. Phải có sức khỏe thì sẽ có tất cả. Nên là có tiền mà để dành đấy, chết cũng không mang đi được. Nên mình phải làm sao khi già rồi cũng phải có cái sức khỏe để sống vui, sống khỏe. Như con cái cũng động viên là thôi mẹ làm mình có sức khỏe. Thế nhưng từ khi làm giờ cô khỏe và cô ăn được sức khỏe tốt hơn này. Rồi trẻ đẹp ra hẳn ra đấy, cháu nhìn là cháu thấy. Lúc đi khám thì đầu tiên ra nha khoa là thấy da này rồi thì răng lợi nữa ấy. Không tự tin như bây giờ thì tự tin để ngồi trước mọi người rồi bạn bè là thoải mái để chia sẻ được, cười nói thoải mái được chứ không có khép nép như lúc trước. Mẹ làm răng cho bà là đẹp này, để có răng để ăn tốt, để có sức khỏe này, để trông Hà Linh này. 20 năm thanh xuân như trở lại với cô Thảo khi cô có hàm răng mới, chắc khỏe, đều đẹp, giúp cô khỏe mạnh, tự tin, cười rạng rỡ, sống một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và đầy lạc quan. Trồng răng implant SSI chính là phương pháp phục hình răng tốt nhất, mang lại sức khỏe và hạnh phúc, giúp cuộc sống ngày một chất lượng và ý nghĩa hơn. Trồng răng implant SSI, răng chắc khỏe, đón Tết sum vầy. Nha khoa Singa số 1 về trồng răng implant. Mời cô chú gọi 0911 549999 để nhận gói thăm khám răng trị giá 1,5 triệu đồng, bao gồm chụp phim CT con bim, lấy cao răng và thăm khám miễn phí với bác sĩ chuyên khoa.